Trang chapter 1054 mới nhất, tướng hoàng xanh tóc đỏ, người được truyền cảm hứng cho Luffy đi ăn cướp, đã xuất hiện sau một thời gian rất dài vắng bóng. Nếu mình không nhầm thì đây là lần đầu tiên Oda thể hiện một cách trực tiếp sự hành động của xanh cũng như băng tóc đỏ, vì những lần trước đó anh chỉ xuất hiện trong vánh rồi thôi. Như khi tới gặp dâu trắng hay can thiệp vào trận chiến thượng đỉnh, hầu như anh đều đột nhiên xuất hiện khiến tất cả bất ngờ, nhất là lần trùm kín mít một mình đi vào lâu đài Pangaea gặp ngũ lão Sting. Còn những lần băng tóc đỏ đánh nhau với Kaido bách thú hay xin nhẹ cánh tay của Kid ve chai thì đều được nghe kể lại chứ chưa bao giờ Oda làm chi tiết về nó. Bởi vậy hành động lần này của tướng hoàng xanh tóc đỏ nhận được rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là khi anh đang nhắm tới một thành viên của đại hạm đội mũ rơm. Dù hơi đáng tiếc vì hai chú cháu chưa thể hội ngộ ở Wano Quốc, nhưng nếu xanh hạ sát Bartolomeo hay nhẹ hơn là chặt cái tay đã đốt cờ của băng tóc đỏ thì kiểu gì chú cháu nhà nó cũng có nhiều chuyện để nói khi gặp lại. Dường như Shanks đang muốn khiêu chiến với Luffy, ông chú này tuyên bố đã đến lúc đi đoạt One Piece và nhắm tới một thành viên kết nghĩa với băng mũ rơm thì nó chẳng khác nào lời tuyên chiến rằng nếu muốn đoạt được One Piece trở thành vua hải tặc thì nhóc phải đánh bại cả ta. Ngoài ra còn có giả thuyết Shanks mới là phản diện cuối cùng. Tất cả những gì anh thể hiện từ trước đến giờ thực chất chỉ là cú lừa thế kỷ của Oda. Liệu điều đó có phải sự thật hay không? Ngay bây giờ, anh em hãy bấm vào đăng ký kênh, like vào các sản phẩm của truyện tổng hợp và cùng nhau tới với chủ đề đang rất nóng này nhé. Dạo gần đây, trên các fandom đua nhau bàn tán về chuyện Shanks là phản diện giấu mặt, trùm cuối thực sự của One Piece. Thật sự thì giả thuyết này rất sốc, nhưng bây giờ chuyện gì cũng có thể xảy ra, như là khi một trái Paramecia phút chốc biến thành Doan thần thoại, cả trái quỷ cũng bị đổi tên thì lòng người thay đổi chỉ là chuyện thường tình. Còn đâu ông chú hài hước dễ tính bị người ta chửi, đổ thức ăn, đổ rượu lên đầu, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt nhưng vẫn cười. Vậy mà nay có mỗi lá cờ ông đòi đi giết con nhà người ta, mặc kệ nó là đàn em của thằng cháu mình. Nhưng chuyện này nói đi cũng phải nói lại, trên chiến trường thời xưa, quân cầm cờ rất quan trọng. Máu có thể rơi chứ cờ thì không, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải dương cao ngọn cờ của phe mình lên. Đối với một băng hải tặc, lá cờ cũng là danh dự, là biểu tượng cho lòng tự tôn của thuyền trưởng. Giống như mọi thành viên băng dâu trắng đều có hình xăm biểu tượng Jolly Roger ở lá cờ trên người. Một con người vĩ đại có thể không chấp nhặt lũ tiểu nhân, người lớn sẽ tha thứ cho vài hành động vô lễ của trẻ trâu. Nhưng một đại hải tặc khó lòng bỏ qua cho kẻ dám cả gan đốt lá cờ của mình, đặc biệt là một tứ hoàng. Đây không đơn giản là một mảnh vải thêu họa tiết, mà là biểu tượng, là danh dự của thuyền trưởng và tất cả thuyền viên. Dâu trắng chỉ cần cắm lá cờ đầy tự hào của mình lên đảo người cá, lập tức nơi này được yên bình cho tới khi ông qua đời. Hay hành động bắn cháy lá cờ của chính quyền thế giới ở Enies Lobby của Sugar King được xem là hành động chống lại cả thế giới của Luffy. Vậy nên việc Bartolomeo đốt cờ bằng tóc đỏ chẳng khác nào khiêu chiến. Nếu một thằng trẻ trâu đứng ở cổng nhà bạn chửi bới cà khịa, bạn có thể đeo tai nghe vào và đi ngủ. Nhưng khi nó dám đạp đổ cổng nhà bạn thì bạn phải vác dao ra chém bỏ mẹ nó đi. Vì thế, đối với trường hợp của Bartolomeo, mình chỉ có thể nói rằng ngu thì chết chứ bệnh tật gì, không thể dựa vào đó mà nói Shanks là phản diện được. Vậy thì dựa vào đâu đây? Mình thì dựa vào ghế khi nói Shanks có thể là trùm cuối, người sẽ đứng dựa vào tường mà nói cũng có người thì dựa cột. Còn dựa vào lý lẽ thì sẽ có vài luận điểm như sau. Thứ nhất, thân thế bí ẩn của Shanks. Shanks là tứ hoàng không có họ tên đầy đủ trên tờ truy nã, vì anh gia nhập băng Roger cũng khá mơ hồ. Điều duy nhất mà ta biết là quê anh ở biển Tây. Chính Shanks nói như vậy khi uống rượu với dâu trắng. Bí ẩn là thế, nhưng Shanks lại có liên quan mật thiết tới mọi sự kiện lớn của thế giới. Dù trực tiếp hay gián tiếp thì anh vẫn cố gắng tham gia. Nếu nó có ảnh hưởng tới thời đại mới, Shanks đang muốn tạo dựng. Có lẽ khác với nhiều anh em khi mình luôn cảm thấy Shanks là một con người nguy hiểm và bí ẩn, càng ngày chúng ta càng cảm thấy đây là một nhân vật với nhiều bí mật. Có cảm giác Shanks mượn Luffy để tạo ra thời đại mới. Bởi làm gì có ai giúp đỡ nó, muốn nó thành vua hải tặc, vượt qua cả Goldie Roger mà lại đi tranh giành kho báu One Piece với nó. Sau khi Roger trở về từ Laugh Tale, anh hỏi ông điều gì đó rồi khóc như mưa. Điều gì đó mà Oden nhắc đến có thể là điểm mấu chốt. Shanks chỉ có thể giữ cho thế giới cân bằng chờ tới thời điểm thích hợp, chứ anh không thể tạo ra thời đại mới. Vì vậy Shanks dùng Luffy vào việc đó, kể cả trái Nika cũng chẳng tự dưng mà bị cướp. Chắc chắn Shanks biết sự thật về nó nên mới tấn công tàu hộ tống của Hushu. Lý do thứ hai là mối liên hệ với Ngũ Lão Tinh. Khi Shanks có thể đến và nói chuyện trực tiếp với họ mà chẳng cần ai hộ tống, Ngũ Lão cũng đuổi hết lính canh ra. Họ không đề phòng lẫn nhau và muốn giữ bí mật tuyệt đối câu chuyện. Hiển nhiên đó không phải cuộc hội đàm đầu tiên. Shanks có lẽ là một trong những nhân vật mà nhiều bạn cho là chính diện khi luôn giúp đỡ nhóm Luffy lúc cần thiết, nhưng bản thân mình lại cảm thấy có một điều gì đó không hợp lý ở đây.
Đầu tiên, Shanks hy sinh cánh tay của bản thân để cứu sống Luffy. Nếu như mới xem One Piece thì chắc chắn bạn sẽ thấy đây là một hành động dũng cảm. Nhưng nếu xem đến tận 8-900 tập thì bạn sẽ nghĩ đó là một hành động ngu ngốc. Thế quái nào một tứ hoàng, người sở hữu Haki báo vương hùng mạnh lại mất một cánh tay một cách nhảm nhí trước một con vua biển chẳng khác nào còn run với họ. Nếu chúng ta nhìn vào những con vua biển mà công chúa Shirahoshi gọi đến thì chúng mới xứng đáng được gọi là vua biển vì mỗi con đều to hơn cả hòn đảo. Còn hành động cứu Luffy và để đứt một tay vì một con vua biển mini thì mình cảm thấy như Shanks đang cố tình. Chẳng có cái lý do hay giải thích nào hợp lý cho việc này cả, trong khi thậm chí hai người chỉ vừa mới quen biết vài ngày. Quan trọng hơn cả, một tứ hoàng lại có liên hệ với chính quyền thế giới. Đây chắc chắn là một trong những cấm kỵ lớn nhất trong One Piece khi người đứng đầu hải tặc lại hợp tác với hải quân. Thật ra thì trường hợp này đã từng xảy ra trong quá khứ khi Roger và Garp hợp tác với nhau để chống lại Rogues, nhưng điều này dựa trên hai nguyên nhân quan trọng. Đó là Rogue quá tàn bạo và là kẻ thù chung mà hai bên cần tiêu diệt. Và điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, đó là Garp cùng Roger vẫn là bạn cho dù cả hai cũng là đối thủ. Mối quan hệ này giống với mối quan hệ giữa Luffy và Kobe. Và nên việc Shanks có mối liên hệ giữa ngũ lão tinh có phải là dấu hiệu mà Oda cho chúng ta biết đây là một nhân vật hai mặt và anh ta có thể là kẻ phản diện chính sẽ xuất hiện trong saga cuối cùng của One Piece hay không? Rất có thể, nhưng bảo Shanks là Im Sama thì chắc chắn sai, bởi Im Sama được vẽ có đủ cả hai tay. Thứ ba, tuy hơi ngoài lề một chút nhưng mà tác giả Oda có một thói quen đấy là không bao giờ đặt tên cho nhân vật mà không có chủ đích. Nếu chúng ta dịch từ Shanks ra thì có nghĩa là vỏ bọc. Liệu đây có phải là báo hiệu cho một nhân vật đang sống trong vỏ bọc giả dối khi ngay từ cái tên đã cho thấy Shanks tóc đỏ có một vỏ bọc hay không? Trái quỷ bị đổi tên thì Shanks đổi tên và có tên thật khác, kiểu như Sanji giấu cái họ Vinsmoke của mình đi cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Vì như tâm thư mới đây đã nói, Oda nhắc các fan hãy thắt dây an toàn trước khi cùng nhau tiến vào saga cuối của bộ truyện, và nên đừng có ngạc nhiên làm gì khi ai đó bảo Shanks là trùm cuối One Piece. Chúng ta phải đợi đến khi arc cuối của One Piece diễn ra và lúc đó mới nhận được câu trả lời. Còn bây giờ mọi thứ chỉ đang là giả thuyết. Theo thông tin mới nhất từ Spoiler, băng tóc đỏ đã có mặt ở vùng biển ngoài địa phận Wano Quốc, cũng là hơn nơi hạm đội chính quyền thế giới neo đậu khi chờ lệnh. Không rõ Shanks hay ai đã khiến chúng bay màu, nhưng dường như băng tóc đỏ chỉ vừa mới đến, còn đống tàu chiến kia mất liên lạc từ tận một tuần trước. Bởi vậy rất có thể anh tới Wano là để gặp Luffy sau khi đọc bài báo mới về cậu. Nhưng chuyện quan trọng hơn cần làm là gì đây? Chả nhẽ một tên hải tặc cắt ké như Ba Tô lồng mề lại là vấn đề lớn, khiến Shanks phải quay về dù đã cất công lặn lội tới Wano chỉ còn cách Luffy vài bước chân ư? Đương nhiên là không, anh chỉ cần gửi một chỉ huy của mình về là đủ. Nếu muốn gặp Luffy, thậm chí cả băng tóc đỏ có thể vào Wano trước rồi giải quyết Bartolomeo sau. Câu chuyện gấp khiến Shanks phải quay về ngay, hiển nhiên nó phải có liên quan tới One Piece, Laugh Tale hoặc Dâu Đen. Chủ đề này xin hẹn anh em ở một video khác. Còn giả thuyết hôm nay ở đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã chú ý theo dõi. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.